Hello cả nhà nhé, tiếp tục lên sóng cho em vẫn là sản phẩm thương hiệu iRobot Zoom 3, robot hút bụi, và mua sản phẩm này là 880 anh em nhé. Con này hình thức đeo khoảng tầm 85-90%, tông màu đen, viền xung quanh là màu xám anh em nhé, còn rất ít chảy xước. Đấy, hàng mới di bản cái này bên mình chỉ phủ lớp bóng trông đẹp ngay, đấy, hàng chưa phủ đẹp này anh em nhé. Đấy, model 880 đời 2014 thì mọi người nhé. Chung là con này thì hàng bãi như này là quá ok các bạn nhé, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Còn iRobot Zoom 3 thì đó là một thương hiệu nổi tiếng số 1 thế giới của Mỹ anh em nhé, và hàng này hàng của nội địa Nhật đã qua sử dụng, mua sản phẩm là 880. Phía đằng sau anh em nhé rất là đẹp, hệ thống bánh này, chổi lùa này, thì bên mình sẽ kỷ niệm thêm cho em 2 chổi lùa nữa để ở trong bin. Mua lên sản phẩm đây 880, và chổi chính nguyên zin còn rất đẹp. Đấy, bên mình sẽ bao gồm vừa một máy này, thêm một đốc sạc từ hạn 100-240V, 2 chổi lùa, một màng lọc HEPA cho thùng rác nữa anh em nhé, anh em yên tâm sử dụng. Dòng đầu 8 hay đầu 9 hay đầu 7 thì bên mình cũng lên sóng thường xuyên rồi. Hiện tại thì mình chủ yếu làm đầu 8 và đầu 9, thỉnh thoảng có những con đầu 7 đẹp thì mình sẽ lên sóng cho anh em. Đấy. Thì phân khúc đầu 7 tầm là trên 2 triệu, đầu 8 trên 3 triệu và đầu 9 là trên 4 triệu anh em nhé. Thì tùy vào kinh tế của mỗi gia đình, anh em cần có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0979 665 264. Thì phân khúc giữa này thì tầm trên 3 triệu tùy vào thời điểm và tùy phụ kiện. Thì đây là một lựa chọn rất là ok cho anh em nhé, model 880. Thì ở giữa là cái phím tắt và phím chạy này. Ở đây thì là mỗi một phím này sẽ có nó là phím đa chức năng. Ví dụ nếu bạn để nguyên thế này nhé, thì đây là phím chờ đốc sạc này, phím hẹn giờ này, phím thiết lập thời gian này, hiện lập lịch này, và chế độ support là chế độ quay tại chỗ trong vòng đường kính 1 mét. Khi bạn muốn có một vị trí nào bạn chỉ muốn hút đấy thôi thì bạn ấn phím này. Đấy. Nhưng khi bạn ấn một phím bất kỳ việc các thời gian đây, đấy, thì nó sẽ thay đổi lên cho bạn thêm các chức năng nữa này, ví dụ tại trên này đây này, đấy, giờ này, phút ok này, thì ví dụ bây giờ bao giờ thì bạn thay đổi đây cho mình, đấy, PM là chiều và AM là sáng các bạn nhá. Đấy, ví dụ bây giờ đang là tầm 2:30 chiều, hiện tại bây giờ thì mình chọn cho mình ở vị trí này, đấy, 2:59 ok. Đấy, lập lịch thì đây, muốn lập lịch thì bây giờ bạn muốn dựa ngày nào trong tuần, thứ chủ nhật này, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đây, đấy, ví dụ bạn hiện ngày nào, thứ hai chẳng hạn, giờ đây, thứ bạn muốn mấy giờ sáng nó chạy này, đấy, thì bạn ấn vào cho mình như là 8 giờ sáng, ok, tức là 8 giờ sáng chạy. Thế còn tiếp buổi chiều thì bạn cũng tương tự như vậy, bạn nên lập tiếp cho mình nha, ngày thứ hai nhá, tiếp chiều này, hãy chiều 4 giờ, ok. Đấy, có bạn muốn mà không muốn hẹn giờ nữa thì bạn cho cái thông số đấy về hai gạch ngang như mình, thế này là được này. Đấy, ok, đây là buổi sáng hết này, tiếp tục buổi chiều này, các bạn sẽ tương tự làm với các ngày như vậy trong tuần anh em nhé. Chiều này cũng về hai số 0, hai gạch ngang. Đấy, ok, là xong, rất đơn giản thôi anh em nhé. Test luôn cho anh em này. Đấy, thì máy trang bị các hệ thống cảm biến chống rơi và hệ thống chống va chạm để anh yên tâm sử dụng. Thì về đầu ôn thì xin thưa mọi người là tất cả các dòng iRobot Zoom 3 nó sử dụng hai cái chổi nên là cái lực hút nó rất mạnh và độ ồn nó sẽ nhiều hơn so với các dòng khác như Xiaomi hay là EcoVac, bạn hiểu chưa? Vì cái chổi đó là hai chổi cao su, cường độ chạy nó sẽ cao hơn. Nên một số anh em mà muốn êm thì thụt ý thì thầm mùa xuân thì anh em nên dùng dòng thương hiệu của nội địa như là Xiaomi hay là của EcoVac, nó chỉ có một cái chổi giữa ở chính thôi, một chổi ở dạng cước thì cái độ ma sát nó sẽ thấp hơn các bạn nhé. Đấy, thì nói chung là nó có ưu và nhược điểm, nhưng mà độ sạch thì này rất là sạch các bạn nhé. Hai chổi cao su thì những cái dòng đời đầu mới như đầu 8, đầu 9 thì cái chổi này họ cải tiến là chổi hai cái chổi cao su để tránh cái hiện tượng là bị mắc tóc nhé. Còn dòng đầu 7 trở xuống, đầu 5, đầu 6 thì là một cao su và một cước các bạn nhé. Anh em chút để anh em dễ hình dung. Anh em cần thì alo cho mình
qua số điện thoại 0979665264. Và thời lượng pin các bạn sử dụng là tầm 1 giờ 30 phút trở lên. Thì với thời gian pin này, anh em dựng cho phòng tầm 45m², rất là ok. Máy tự động trở về đốc sạc khi hết pin, hoặc là nhà sạch các bạn nha. Ok, chào ở nhà những video sau.